Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hoài Nam cho biết thành phố cần 6.031.000 liều vaccine để tiêm cho người dân cả mũi 1 và mũi 2 từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 31 tháng 10. Đến nay thành phố đã có hơn 8.800.000 người được tiêm vaccine, trong đó trên 2.100.000 người đã tiêm mũi 2. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thành phố cần hơn 6 triệu liều vaccine nữa để tiêm cho người dân cả mũi 1 và mũi 2 từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 31 tháng 10. Trong đó số lượng vaccine để tiêm mũi 1 là khoảng hơn 470.000 liều và tiêm mũi 2 là khoảng trên 5.500.000 liều. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xem xét phân bổ vaccine kịp thời và đầy đủ để đạt kế hoạch bao phủ 2 liều vaccine cho người dân. Của Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19, thành phố Phú Quốc, Kiên Giang liên quan đến một trường hợp mắc Covid-19 ở khu phố 1, phường An Thới, hiện đã có 10 trường hợp test nhanh, kháng nguyên và xét nghiệm PCR dương tính với SARS-CoV-2. Trước mắt, cơ quan chức năng đã phong tỏa khu vực F0 sinh sống, test nhanh trong cộng đồng mẫu gộp đối với 1.200 người ở phường An Thới cho kết quả âm tính. Thành phố đang tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng trên toàn địa bàn phường An Thới. Thành phố Phú Quốc cùng với 9 huyện thành phố khác của tỉnh Kiên Giang vừa được nới lỏng giãn cách chuyển từ chỉ thị 15 xuống chỉ thị 19 vào chiều qua, thì sáng nay đã phát hiện điểm dịch tại địa phương. Đây là điểm dịch cộng đồng đầu tiên được phát hiện tại thành phố Phú Quốc kể từ khi có dịch Covid-19 tới nay. Việc phát hiện điểm dịch này sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới việc dự kiến mở cửa để Phú Quốc đón khách quốc tế trở lại vào tháng 10 tới. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Nam, tính đến 2 giờ sáng nay, qua kết quả xét nghiệm đã phát hiện thêm 10 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố Phủ Lý. Trước đó ghi nhận 3 ca dương tính, trong đó có 5 trường hợp là công nhân tại công ty trách nhiệm hữu hạn Espoi tại khu công nghiệp Châu Sơn. Cùng với đó có một mẫu gộp 5 của các học sinh lớp 5 trường tiểu học Liêm Chính có kết quả dương tính. Mẫu gộp này đang được chạy lại mẫu đơn để xác định chính xác trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Tỉnh Hà Nam đã khuyến cáo người dân tại thành phố Phủ Lý hạn chế di chuyển theo tinh thần ai ở đâu ở yên đó trong thời gian 3 ngày để lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm diện rộng. Học sinh các cấp trên địa bàn toàn tỉnh tạm thời nghỉ học để phòng chống dịch bệnh. Kết quả chống dịch của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện đang khả quan. Gần đây số ca F0 phát sinh hàng ngày trên địa bàn tỉnh này càng ngày càng giảm. Trong đó nhiều ngày ở mức dưới 20 ca một ngày, F0 ngoài cộng đồng chỉ vài ca. Tỉnh đã xây dựng kế hoạch từng bước mở cửa trở lại cho sản xuất kinh doanh du lịch trên địa bàn. Tuy nhiên, theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, do nguồn vaccine hạn chế, tính đến ngày 17 tháng 9, hiện số người dân 18 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh đã được tiêm chỉ đạt 31%, trong đó số người được tiêm đủ 2 mũi đạt trên 4%. Bà Rịa Vũng Tàu là tỉnh cửa ngõ của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, nằm trong chuỗi cung ứng hàng hóa quan trọng của cả khu vực, không thể đứt gãy. Tuy nhiên, với tỷ lệ người dân được tiêm vaccine phòng Covid-19 còn quá thấp, đang là trở ngại lớn đối với việc mở cửa, khôi phục, phát triển kinh tế của tỉnh này. Đại dịch Covid-19 ngày càng tác động tiêu cực đến thị trường lao động việc làm nước ta. Theo Tổng cục Thống kê, số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý 2 năm nay là gần 1,2 triệu người, tăng khoảng 90.000 người so với quý trước. Trong bối cảnh này, Bảo hiểm thất nghiệp đã và đang phát huy vai trò của mình để hỗ trợ kịp thời người lao động khi họ bị mất việc làm. Giữa năm 2020, chị Nguyễn Thanh Thủy bị mất việc do công ty cắt giảm nhân sự. Trong lúc không có thu nhập, chị được hướng dẫn làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Với số tiền trợ cấp sau một thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp đã giúp chị trang trải cuộc sống trong giai đoạn khó khăn. Lúc trước có tích lũy được bao nhiêu thì bây giờ chi tiêu hạn chế hơn. Phải tìm những công việc bán online ấy để làm và chưa hạn chế ra ngoài khi là dịch Covid này. Thì mình đang nghỉ không có kinh tế thì cái này nó cũng hỗ trợ mình một phần nào đó. Thì mình cũng đỡ hơn trong khoản và chi tiêu và chi phí. Nếu như năm 2020, Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đã chi gần 19.000 tỷ đồng, tăng gần 50% so với năm trước cho người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp, thì 8 tháng đầu năm nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiếp nhận và chi trả cho hơn 511.000 người hưởng mới, trong đó đa phần hưởng trợ cấp thất nghiệp do tác động của dịch bệnh. Công ty ít việc quá, cắt giảm biên chế và... em phải nghỉ ở nhà. Bây giờ trong thời gian bây giờ là em chưa có việc gì làm. Dịch Covid này ấy, tìm việc khó quá, mà cái công việc của em thì nó rất khó nên em đến để làm bảo hiểm thất nghiệp. Và làm đây thì cán bộ đây làm nhanh lắm, trong vòng 5 phút là đã xong rồi. Các cái hoạt động
khai báo về tình trạng thất nghiệp, tình trạng tìm kiếm việc làm hàng tháng của người lao động, cũng như là các cái hoạt động đăng ký rồi nộp hồ sơ hưởng, hay hoạt động tư vấn, hay hoạt động giao dịch việc làm. Thì tất cả những cái dịch vụ đó thì chúng tôi cố gắng là đẩy nhanh tiến trình để làm sao hỗ trợ cho nhanh nhất, tối đa nhất. Tình hình dịch mà tiếp tục có cái diễn biến phức tạp thì có những hoạt động kể cả cái khai báo tình trạng việc làm, tìm kiếm việc làm hàng tháng, nộp hồ sơ đề nghị hưởng để thông qua email, thông qua bưu điện hay là thông qua Zalo, để những cái hoạt động đó cũng để hỗ trợ cho người lao động cách nhanh nhất. Sau hơn 10 năm triển khai, chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã thu hút hơn 13 triệu người tham gia. Để tạo điều kiện thuận lợi khi thụ hưởng chính sách trong giai đoạn này, người lao động chỉ cần gửi hồ sơ qua đường bưu điện, thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng để được thực hiện nhanh nhất dưới hình thức gián tiếp. Dù nới lỏng quy định giãn cách, thế nhưng Hà Nội vẫn sẽ giữ nguyên 23 chốt kiểm soát ra vào thành phố. Trong sáng nay, lượng người và phương tiện tăng đột biến tại các chốt này đã khiến lực lượng chức năng rất vất vả trong khâu kiểm soát. Phóng viên Hoàng Thụ thông tin chi tiết. Tôi đang có mặt trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, một trong 22 điểm chốt được Công an thành phố Hà Nội thực hiện để kiểm soát người và các phương tiện ra vào thủ đô. Theo ghi nhận thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì cái lượng người và phương tiện ra vào tại cái vị trí này là khá là đông. Tuy nhiên, công tác kiểm soát dịch COVID-19 được thực hiện khá nghiêm ngặt. Lực lượng chức năng yêu cầu tất cả các phương tiện ngoại tỉnh ra vào trung tâm thành phố bắt buộc phải khai báo y tế, có kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ và phải khai báo rõ lịch trình di chuyển, điểm đi, điểm đến cũng như tình trạng sức khỏe. Bên cạnh đó, đối với cái phương tiện vận tải luồng xanh chở những hàng hóa thiết yếu, nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch thì lực lượng chức năng chỉ tiến hành quét mã QR, và đây cũng là một trong những cái giải pháp để giảm thiểu ùn tắc. Khi mà theo cái dự báo thì tại cái vị trí này lượng phương tiện trong ngày hôm nay và những ngày tiếp theo dự báo sẽ còn tiếp tục tăng khi mà thành phố Hà Nội đang nới dần các biện pháp chống dịch. Bên cạnh đó thì một số trường hợp không đủ các tiêu chí như không có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ, không chạy đúng tuyến luồng cũng như chưa có cái mã QR code vận tải luồng xanh thì đều bị lực lượng chức năng yêu cầu phải quay đầu. Tối qua ngày 20 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành chỉ thị về phòng chống COVID-19 trong giai đoạn mới, áp dụng từ 6 giờ sáng nay ngày 21 tháng 9. Theo chỉ thị này, thành phố không áp dụng quy định phân vùng, không kiểm soát giấy đi đường đối với các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp di chuyển trong địa bàn thành phố. Ngay trong sáng nay, nhiều tuyến phố ở Hà Nội đã tái xuất hiện cảnh ùn tắc, ghi nhận của phóng viên Kim Thượng. Thưa quý vị, lúc này là 9 giờ sáng và tôi đang có mặt trên đường Láng, nút giao ngã tư Sở. Có lẽ đã từ rất lâu rồi đường phố nội đô mới lại có người xe qua lại tấp nập như thế này. Thậm chí ở một số tuyến đường như là Minh Khai, Trường Chinh, Tây Sơn, Hà Đông, Tố Hữu đã rơi vào tình trạng ách tắc ở một số khung giờ cao điểm. Ghi nhận tại khu vực cầu vượt Trường Chinh chiều đi Láng đi Minh Khai, xe ô tô khá vất vả khi đi qua đây. Cảm quan thì có thể nhận thấy lượng xe cộ ra đường đông gấp 5 đến 6 lần so với thời kỳ trước khi mở cửa giãn cách. Không chỉ tắc đường ở các khu chợ đầu mối, chợ dân sinh cũng hoạt động tấp nập hơn. Điều này cũng dễ hiểu khi mà hôm nay thì là rằm Trung Thu, nhu cầu mua sắm cũng sẽ cao hơn so với ngày thường. Cùng với đó, việc bỏ phiếu đi chợ, giấy đi đường khiến nhiều người dân có tâm lý thoải mái hơn khi ra đường. Các quán bán đồ ăn mang về thì bắt đầu đông khách hơn so với những ngày trước. Nhiều quán phở người dân phải xếp hàng mới có thể mua được. Vâng, thưa quý vị, không phải chỉ riêng tôi mà có lẽ rất nhiều người dân đang sinh sống và làm việc tại thủ đô sẽ phải nhớ thời điểm này, thời điểm mà chúng ta phải cố gắng rất nhiều để giãn cách xã hội và khống chế dịch bệnh bùng phát. Vì chính quyền thủ đô không kiểm soát giấy đi đường, cùng với đó là mở cửa lại nhiều hoạt động kinh doanh là cần thiết vào lúc này, nhưng nguy cơ dịch bệnh bùng phát vẫn còn hiện hữu nếu chúng ta tỏ ra chủ quan và không thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Bởi vậy, muốn duy trì trạng thái bình thường mới hơn lúc nào hết vẫn là ý thức của mỗi người dân thủ đô. Ngân hàng Nhà nước vừa cho biết hơn một tháng qua, 16 ngân hàng đã giảm 8.800 tỷ đồng tiền lãi vay cho khách hàng. 16 ngân hàng này chiếm 75% tổng dư nợ nền kinh tế. Từ giữa tháng 7, theo lời kêu gọi của Hiệp hội Ngân hàng, đã đồng thuận giảm thêm lãi suất cho vay lên đến 1% một năm trên dư nợ hiện hữu trên 5 tháng cuối năm.
Số tiền mà 16 ngân hàng cam kết giảm ước tính khoảng 20.600 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 8, các tổ chức tín dụng này đã giảm tiền lãi hơn 8.800 tỷ đồng, đạt 43% so với mức cam kết. Ngoại trừ 4 ngân hàng lớn có vốn nhà nước giảm đồng loạt, phần lớn các ngân hàng còn lại chỉ áp dụng cho những người vay bị ảnh hưởng nặng bởi dịch, không áp dụng cho tất cả các khách hàng. Theo Ngân hàng Nhà nước, mặt bằng lãi suất hiện nay đã giảm 0,55% trong nửa năm nay. Nếu so với trước dịch, lãi suất cho vay giảm trung bình 1,55%. Đến ngày 10 tháng 9, Ngân hàng Nhà nước cũng đã giải ngân tái cấp vốn cho Ngân hàng Chính sách Xã hội với số tiền hơn 367 tỷ đồng để cho vay hỗ trợ trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất. Sau hơn 2 tháng, Ngân hàng Chính sách Xã hội duyệt cho vay gần 750 người sử dụng lao động với số tiền gần 400 tỷ đồng để trả lương cho 112.400 người lao động. Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, đến hết tháng 8, tín dụng toàn nền kinh tế đạt trên 9,87 triệu tỷ đồng, tăng hơn 7,4% so với đầu năm. Thưa quý vị, từ 0 giờ ngày hôm nay 21 tháng 9, 15 đơn vị thành phố, thị xã và huyện ở Long An sẽ áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 15. Người tiêm đủ 2 mũi vaccine được đi lại trong tỉnh. Hiện Long An đã đạt cả 3 tiêu chí theo quy định kiểm soát được dịch bệnh của Bộ Y tế. Theo quy định giãn cách mới, các cơ sở dịch vụ ăn uống giải khát được hoạt động nhưng chỉ phục vụ mang về. Nhà máy, cơ sở sản xuất được hoạt động khi đáp ứng các tiêu chí, điều kiện mà Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An đề ra. Cũng từ hôm nay, các chợ truyền thống được hoạt động trở lại tại 10 huyện vùng xanh. Riêng thành phố Tân An và các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Duộc sẽ mở lại từ ngày 1 tháng 10. Những người đáp ứng thẻ xanh COVID gồm người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, F0 khỏi bệnh không quá 6 tháng, F0 điều trị tại nhà được Trung tâm Y tế huyện cấp giấy chứng nhận không quá 6 tháng, được đi lại trên toàn tỉnh. Còn thẻ vàng COVID là những người đã tiêm một mũi vaccine sau 14 ngày sẽ được phép đi lại trong huyện kèm theo giấy xét nghiệm âm tính còn thời hạn 3 ngày. Long An đã trải qua 64 ngày giãn cách xã hội. Đến nay, tỉnh ghi nhận 30.627 ca dương tính với COVID-19, 386 ca tử vong. Hiện nay, tỉnh này đã có hơn 1,4 triệu người đã tiêm mũi 1, chiếm 97% dân số từ 18 tuổi trở lên. Hơn 188.300 người đã tiêm mũi 2, chiếm 12% dân số từ 18 tuổi trở lên. Thưa quý vị, bắt đầu từ 6 giờ sáng nay, Hà Nội chuyển xuống áp dụng chỉ thị 15 sau 2 tháng áp dụng chỉ thị 16. Nhiều hoạt động vận tải công cộng chưa được hoạt động, nhưng nhiều loại hình kinh doanh dịch vụ thiết thực với đời sống của người dân đã được phép mở cửa trở lại. Theo chỉ thị mới của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nhiều loại hình kinh doanh dịch vụ được mở cửa trở lại, gồm cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, siêu thị, chợ, cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng kinh doanh hoa quả trái cây, chuỗi kinh doanh nông sản thực phẩm trên địa bàn, cửa hàng thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao phục vụ khám chữa bệnh và phòng chống dịch, dịch vụ khám chữa bệnh, ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp, chứng khoán, bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất nhập khẩu hàng hóa, cơ sở cai nghiện, cơ sở bảo trợ xã hội, cửa hàng cắt tóc, gội đầu, dịch vụ kinh doanh, sửa chữa, rửa xe ô tô, xe máy, phương tiện giao thông, điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng, cửa hàng kinh doanh văn phòng phẩm, sách, thiết bị, đồ dùng học tập, vật tư, vật liệu xây dựng, kinh doanh trên các sàn điện tử thương mại, sử dụng dịch vụ giao hàng trực tuyến. Các cơ sở dịch vụ ăn uống vẫn chỉ bán mang về và đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày. Đáng chú ý, xe mô tô, xe hai bánh tham gia ứng dụng công nghệ cũng được chạy trở lại. Thời gian hoạt động của xe mô tô, xe hai bánh vận chuyển, bưu gửi, hàng hóa và xe tham gia ứng dụng công nghệ từ 9 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Chính quyền thủ đô cũng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo tiếp tục dừng các chuyến bay thương mại nội địa đến sân bay quốc tế Nội Bài, dừng vận tải hành khách bằng đường sắt đến Hà Nội và một số hoạt động vận tải khác. Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa đồng ý để các tỉnh, thành phố tự quyết định việc rút ngắn khoảng cách 2 mũi vaccine AstraZeneca ngừa COVID-19. Tuy nhiên, phải dựa trên khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, nhà sản xuất và hướng dẫn của Bộ Y tế. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, khoảng cách tiêm giữa 2 mũi vaccine hiện nay là 8 đến 12 tuần. Nhà sản xuất AstraZeneca cũng hướng dẫn tiêm mũi 2 sau mũi 1 từ 4 đến 12 tuần. Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến cáo khoảng cách giữa 2 mũi vaccine này từ 8 đến 12 tuần. Căn cứ vào hướng dẫn của WHO và hướng dẫn của nhà sản xuất, Bộ Y tế khuyến cáo các tỉnh thành áp dụng hướng dẫn đã ban hành.
Tuy nhiên, trước đề nghị rút ngắn khoảng cách giữa hai mũi tiêm vaccine AstraZeneca của Thành phố Hồ Chí Minh và Long An, Bộ Y tế đã đồng ý với các địa phương có thể tự quyết định rút ngắn khoảng cách giữa hai mũi tiêm. Sở Y tế hướng dẫn cơ sở tiêm chủng lập kế hoạch lên danh sách đối tượng tiêm chủng, thông tin đầy đủ cho người tiêm về tính an toàn, hiệu quả của việc rút ngắn khoảng cách giữa hai mũi tiêm để người dân biết và tham gia nếu người dân đồng thuận. Việc rút ngắn khoảng cách tiêm chủng cũng phải báo cáo về Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế.